Thăng Long Travel xin mời quý vị cùng tham gia tour du lịch thần tiên 5 ngày 4 đêm Hawaii từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2015. Du khách sẽ có những giây phút vô cùng tuyệt vời tại hòn đảo thần tiên Honolulu, trải mình trong làn nước biển trong xanh mát lạnh tại bãi biển tuyệt vời Waikiki, được biết đến là một bãi biển đẹp nhất thế giới. Tham quan Trân Châu Cảng, bảo tàng lịch sử chứng tích Arizona, xem lại trận đánh Trân Châu Cảng hoành tráng của đệ nhị thế chiến. Dạo quanh Circle Island, thưởng thức những loại trái cây đặc sản tại đây. Bên cạnh đó, quý khách sẽ trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của thổ dân Hawaii tại làng dân tộc Polynesian bằng thuyền vô cùng độc đáo, cùng chiêm ngưỡng những điệu múa quyến rũ lung linh sắc màu và huyền bí nét đặc trưng của Hawaii cùng những vũ công tuyệt đẹp. Giá vé 1.350 đồng bao gồm vé máy bay, khách sạn Waikiki 4 sao, vé vào cổng tham quan, ăn các bữa. Nếu quý khách đi 4 ngày 3 đêm, giá vé 1.200 đồng. Liên lạc Thăng Long Travel để biết thêm chi tiết 408-901-9000.